Đâu là kiểu tóc được lựa chọn nhiều nhất trong mùa hè 2023? Vừa rồi mình có làm một cái cuộc khảo sát nhỏ nhỏ ở mình cũng như là một vài nơi khác, thì mình đã có một cái kết quả rất là bất ngờ. Không phải những kiểu sport thể thao, không phải những kiểu hot hit như Ivy League hay Saipat hay những kiểu Hàn Quốc gì đấy, mà là nó là đầu cua, đầu ngắn chọc lóc như này đấy. Thì mình phân tích và mình đã thấy được một cái góc nhìn mới. Khi mà anh em chơi những kiểu hot hit đúng không, những kiểu mà nó đang rất là hot, đang rất là thịnh hành ấy, thì anh em thường là chú tâm đến những kiểu đấy nhiều, và anh em quên rằng những cái kiểu khác nó vẫn đang tồn tại và vẫn đang được rất là nhiều người lựa chọn. Cộng với cái việc mà những cái yếu tố nào để một người quyết định từ một cái kiểu tóc dài mà đến mùa hè sẵn sàng cắt ngắn, thì mình có đưa ra ba cái yếu tố chính như sau. Đầu tiên ý, trong chúng ta này này, ai cũng có một cái khát khao muốn thể hiện bản thân mình, và cái việc mà chúng ta đang từ tóc dài mà cắt một phát ngắn cụt như thế cũng là một trong những cái mà thay đổi bản thân cũng như là làm mới mình trong mắt của người khác. Đấy là cái yếu tố thứ nhất nhé. Yếu tố thứ hai nó là cái tính tiện dụng, thực dụng của nó phù hợp với cái thời tiết mùa hè nắng nóng đấy, thì nó không bị che phủ bởi trán hay là gì đấy, nó mát mẻ, nó phù hợp với cái thời tiết mùa hè. Và cái yếu tố thứ ba nó là cái nhu cầu của anh em sau cái mùa hè đấy, thường là mùa hè mình nắng nóng, tóc mình bết rồi là hay bị ngứa cầu, rồi là nó không phù hợp để mà anh em tạo kiểu nhiều, bởi vì mình hay đội mũ nắng nóng quá mà đấy, thì cái nhu cầu của anh em lúc này nó xuống thấp nhất có thể. Thì ba cái yếu tố này nó kết hợp lại với nhau, nó đủ là một cái điều kiện để cho anh em quyết định mùa hè đến từ một cái tóc dài, từ một cái anh chàng rất là lãng tử vuốt ve này nọ ở mùa đông hay là một cái mùa mát, đến mùa hè nắng nóng cái này anh em quyết định một phát cắt ngắn hẳn luôn đấy. Thì ba cái yếu tố này là ba yếu tố chính đủ điều kiện để cho anh em rất là nhiều người đưa ra cái quyết định để lựa chọn cái kiểu tóc này. Thì đây, trên đây là một cái cuộc khảo sát nho nhỏ để cho anh em có được một cái góc nhìn mới, chứ không phải là mình cứ nghĩ rằng những cái kiểu hot hit là anh em đang để nhiều đâu, không phải là như vậy, mà thực tế ra nó lại là một cái hoàn toàn khác. Nó cũng đưa ra cho mình một cái góc nhìn mới, thì mình chia sẻ để cho anh em tham khảo thêm nhé. Cảm ơn anh em.